cô gái cướp xe Vespa NX giữa đêm ở Hà Nội. Mẹ đang thụ án, bản thân mới ra tù, Dương tiếp tục tụ tập nhóm thanh niên mới lớn, gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy. Ngày 17 tháng 7, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can tạm giam Đỗ Trùng Dương và 3 thanh niên tuổi từ 18 đến 21 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cảnh sát làm rõ trước đó đêm ngày 1 tháng 7, Dương cùng Lê Minh Tuấn và Trần Tùng Dương đi xe máy trên đê Ngọc Thụy, quận Long Biên để tìm người cướp tài sản. Cả nhóm phát hiện thanh niên chạy chiếc Honda A-Black ngược chiều đã chặn đầu, dùng dao kiếm đe dọa rồi cướp xe và ví tiền cùng 2 điện thoại của nạn nhân. Một tuần sau, Dương đèo Tạ Thăng Long đến phố Trường Chinh đã dùng kiếm chém cô gái đi đường, cướp chiếc Vespa LS rồi mang về nhà giấu. Nạn nhân may mắn chỉ say xước nhẹ. Ngày 6 tháng 7, nhóm cướp đêm trên lần lượt bị bắt giữ. Ngoài hai vụ trên, nhóm Dương, Minh, Long và Tùng Dương còn gây ra 12 vụ cướp tài sản khác, chủ yếu là xe máy trên địa bàn, các quận Ba Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân. Theo cảnh sát, Dương cầm đầu nhóm cướp quy tụ cả nhóm thông qua mạng xã hội. Chúng đều có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, thiếu quan tâm chăm sóc. Trước khi gây án, Dương tìm hiểu kỹ các con ngõ, phố để tẩu thoát khi bị truy đuổi. Dương mới vừa ra tù vào tháng 8 năm 2016 về tội cướp giật tài sản. Hiện mẹ của Dương đang ở thụ án tại trại giam Hà Nội. Có vụ án Dương cùng đồng bọn gây ra khi bố cậu ta mới vừa mất được vài ngày, một điều tra viên cho biết.